Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cafe Liên Minh. Giai đoạn tiền mùa giải 2021 đã chính thức bắt đầu với nhiều thay đổi tích cực lớn ở item và meta. Trong khoảng thời gian này, game thủ nên dành thời gian để thích nghi với loạt trang bị và chiến thuật mới. Ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng mất khá thời gian để làm quen với những trang bị mới này. Giữa khu rừng Summoner Rift, những sự lựa chọn tốt nhất là các vị tướng có tốc độ ăn rừng nhanh, khả năng xâm lăng dễ dàng và di chuyển linh hoạt để hỗ trợ các lane. Ngoài ra thì meta đang thay đổi rất chóng mặt, thế nên sẽ rất khó khăn để biết đâu là những vị tướng mạnh nhất. Chính vì vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu top 5 vị tướng đi rừng đáng sợ nhất phiên bản cập nhật thứ 2 của giai đoạn tiền mùa giải nha. Cafe Liên Minh, Cafe Nhân Phẩm, Cafe Tốc Chiến và Cafe Valorant. Hãy subscribe, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Mà đừng quên ghé thăm kênh của mình, Mai Anh Tài Official, để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. Nếu như bạn có nhu cầu mua PC, linh kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay Given nhé. Thứ nhất, Amumu, xác ướp u sầu. Kể từ khi giai đoạn tiền mùa giải 2021 chính thức được cập nhật đến giờ, khu rừng Summoner Rift chứng kiến sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của Amumu. Vị tướng này đã thống trị khu rừng ở cả 12 khu vực mà Liên Minh Huyền Thoại được phát hành. Chính vì vậy thì Riot Games đã buộc lòng phải giảm bớt sức mạnh của vị tướng này ở bản cập nhật 10.24 với việc nerf sát thương của chiêu W tuyệt vọng. Tuy nhiên, một thay đổi nhỏ này là chưa đủ để ngăn cản sát ướp u sầu, và thế là Amumu vẫn đang cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình. Về bảng hao bổ trợ, khá thú vị khi nhánh chính không phải là sự lựa chọn mang thiên hướng phòng thủ, thay vào đó sẽ là chuẩn xác với ngọc siêu cấp là chinh phục, nhằm bổ sung sát thương và khả năng hồi phục cho các kèo giao tranh dài hơi. Kế đến thì đắc thắng sẽ hồi lại 12% máu đã mất mỗi khi tham gia hạ gục con mồi. Cuối cùng thì huyền thoại kháng hiệu ứng sẽ giúp Amumu lao vào mạnh mẽ hơn. Trong khi đó thì chốt trận cuối cùng sẽ gây thêm sát thương khi Amumu còn dưới 60% máu. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo, phát bắn đơn giản gia tăng khả năng gây sát thương chuẩn, và thợ săn tham lam sẽ bổ sung chỉ số hút máu toàn phần. Về mặt trang bị, khiên thái dương là món đồ quan trọng nhất của Amumu. Nó cung cấp những chỉ số cực kỳ cần thiết cho tướng đỡ đòn như là 450 máu, 30 giáp, 30 kháng phép cũng như là 15 điểm hồi kỹ năng. Chưa dừng lại ở đó, nó còn sở hữu hiệu ứng gây 20 đến 40 sát thương phép, cộng 1% máu cộng thêm mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên, tăng thêm 25% lên lính và 150% lên quái. Không chỉ vậy, nhờ vào khả năng cộng dồn điểm hiến tế càng khiến sát thương gây lên đối thủ tăng mạnh. Như vậy, dù không sở hữu chiêu thức cơ động, nhưng chỉ cần Amumu áp sát được thì đối thủ sẽ nhận hàng tấn sát thương. Kế đến, mũ trụ nguyền rùa và giáp gai không những sở hữu những chỉ số phòng ngự mà còn gia tăng khả năng tấn công của Amumu. Nhìn chung thì thời điểm hiện tại, Amumu vẫn đang được đánh giá là một trong những tướng đi rừng cực mạnh. Đây là con bài có khả năng tiếp cận bằng kỹ năng quăng giải băng, đồng thời dọn quái rừng một cách dễ dàng với cú đập nguyền rùa và tuyệt vọng. Bên cạnh đó thì nhờ vào trang bị ở mùa giải 2021 được chỉnh sửa và thêm mới, xác ướp u sầu đang thực sự gieo rắc nỗi kinh hoàng. Vì vậy nếu các bạn muốn thử nghiệm vị tướng này thì hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nha. Thứ hai, cậu bé và người tuyết, Nunu và Willump. Không phải tự nhiên mà Nunu đang trở lại mạnh mẽ trong thời điểm tiền mùa giải. Cụ thể với nội tại tiếng gọi nơi băng giá thì Nunu sẽ gia tăng tốc độ đánh cực cao cho đồng minh, cứ như bản thân giúp cho hắn clear rừng siêu nhanh. Ngoài ra nội tại này còn giúp cho Nunu gây sát thương diện rộng, kết hợp với kỹ năng pháo tuyết thì việc xóa sổ quái rừng nhanh để đi ganh sẽ không thành vấn đề. Về bảng hao bổ trợ, ở nhánh chính pháp thuật, các bạn hãy lựa chọn tăng tốc pha để giúp những cuộc săn của Nunu diễn ra hiệu quả hơn, với 75% kháng hiệu ứng làm chậm và lượng tốc độ di chuyển được gia tăng rất nhiều. Trước dừng lại ở đó, áo choàng mây, mau lẹ và thủy tượng phiêu cũng là những ô ngọc giúp cho Nunu cơ động và đi ganh tốt hơn. Chuyển sang nhánh phụ chuẩn xác, đắc thắng sẽ hồi lại cho vị tướng này 12% lượng máu đã mất sau khi tham gia hạ gục con mồi. Trong khi đó thì huyền thoại tốc độ đánh sẽ phần nào giúp Nunu gây được sát thương từ những đòn đánh tay nhanh hơn. Về mặt trang bị, Nunu với khiên thái dương và giáp liệt sĩ sẽ trở thành con quái vật mà không ai muốn đối đầu. Giáp tâm linh sẽ cung cấp cho Nunu lá chắn và khả năng hồi phục. Với bộ trang bị trên, Nunu sẽ trở thành tanker bất tử với bộ chiêu thức khống chế diện rộng. Bên cạnh việc bổ sung thêm các chỉ số phòng ngự thì lượng sát thương phép cũng được gia tăng đáng kể. Từ đó Nunu có thể trở thành một con bài chiến lược trong giao tranh. Tóm lại thì những vị tướng chống chịu đang có chỗ đứng vô cùng vững chắc trong meta vào thời điểm này. Về phần Nunu thì kỹ năng nuốt chửng kết hợp cùng trừng phạt sẽ giúp cho lối đi rừng kiểm soát mục tiêu được triển khai tốt hơn. Kế đến thì kỹ năng cầu tuyết thương hiệu của bộ đôi này sẽ giúp cho các đường cực kỳ dễ với khả năng lăn cầu tuyết theo đúng nghĩa đen. Cung tuyết siêu to khổng lồ này sẽ làm cho đối thủ rất khó né ở giai đoạn đầu nếu biết chơi, nên hãy cố gắng tập luyện cho thành thục nha. Trừ khi nó tốc biến thì chịu. Một khi đã hất tung hoặc tiếp cận được mục tiêu thì liên tục làm chậm và trói chân bằng E, gây sát thương với Q. Cuối cùng thì khi đã có cho mình trang bị chống chịu, tên người tuyết này hoàn toàn có thể mở giao tranh với W, lao thẳng vào team địch rồi đứng niệm chiều cuối. Rất khó để Nunu bị kết liễu trong nháy mắt. Thứ ba, Kayn, từ thần bóng tối. Kayn là vị tướng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai dạng sát thủ và đấu sĩ. Thậm chí Kayn sát thủ trước đây bị hắt hủi thì giờ đây lại được coi là nhỉnh hơn. Kayn sát thủ có khả năng luồn lách trong tường và đi ám sát kẻ địch một cách khó chịu. Combo của hắn ta cũng dễ dàng sử dụng mà thổi bay kẻ địch chỉ trong một nốt nhạc đấy chứ. Về bảng ngọc bổ trợ, chinh phục ở nhánh chính chuẩn xác vẫn là điểm ngọc được nhiều người tin dùng. Nó không chỉ gia tăng sát thương dành cho Kayn mà còn bổ sung khả năng hồi phục tốt trong giao tranh. Kế đến đắc thắng, huyền thoại kháng hiệu ứng và chốt trận cuối cùng sẽ là những sự lựa chọn còn lại bên nhánh chính, khi gia tăng khả năng gây sát thương cũng như là hồi phục. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo với hai ô ngọc vị máu và thợ săn tham lam, các bạn có thể phần nào yên tâm trong việc trao đổi chiêu thức, bởi lẽ Kayn sẽ nhận được một lượng máu hồi phục khá. Về mặt trang bị, truy hấp huyết sẽ là món đồ ưu tiên lên sớm dành cho Kayn. Nó không chỉ gia tăng sát thương, khả năng hồi phục mà còn giúp vị tướng này có thể thoải mái sử dụng bộ kỹ năng của mình hơn với 20 điểm hồi kỹ năng. Kế đến như thường lệ, diều đen và vũ điệu tử thần sẽ là sự lựa chọn vô cùng hiệu quả dành cho Kayn, nhằm giúp cho vị tướng này sống sót lâu hơn trong giao tranh. Tóm lại thì Kayn là một vị tướng hiếm hoi có hai lối chơi riêng biệt nằm gọn trong một cơ thể. Tùy vào thế trận và nhu cầu của cả đội, tử thần bóng tối có thể trở thành một sát thủ vật lý hoặc một đấu sĩ có khả năng càn lướt vô cùng mạnh mẽ. Nếu team đối phương có quá nhiều vị tướng thấp máu thì sát thủ bóng đêm sẽ là sự lựa chọn không tồi. Đặc biệt với chiêu E nên việc thoát ẩn thoát hiện, one hit one kill sẽ cực kỳ dễ dàng. Còn nếu nhiều đấu sĩ đỡ đòn, máu trâu thì hãy lựa chọn Darkin để đánh lâu dài và chung nha. Thứ tư, kẻ ngoài vòng pháp luật, Grave. Grave là vị tướng đi rừng ăn thịt và mang hơi hướng hổ báo. Một kỹ năng cơ động với khả năng rút súng nhanh khiến Grave có khả năng giữ vị trí và xả đạn vào đối thủ. Những đòn đánh tay cùng kỹ năng đạn xuyên mục tiêu và chiêu cuối đạn nổ thần công là nguồn sát thương khổng lồ mà Grave mang lại. Ngoài ra Grave có một chất tướng đặc biệt, đó là tấn công đối thủ theo từng nhịp một. Nếu không có khả năng di chuyển linh hoạt thì hắn ta rất khó sống trong giai đoạn đang nạp đạn và dễ chết hơn. Về bảng ngọc bổ trợ, ở nhánh chính pháp thuật, các bạn hãy lựa chọn điểm ngọc tăng tốc pha nhằm giúp cho Grave có thêm từ 25 đến 40% tốc độ di chuyển cùng với 75% kháng làm chậm. Tiếp theo là áo choàng mây, bổ sung tốc độ di chuyển và đặc biệt có thể đi xuyên vật thể. Trong khi đó thì tập trung tuyệt đối cung cấp thêm sát thương mỗi khi Grave có trên 70% máu và thủy thượng phiêu. Chuyển sang nhánh phụ chuẩn xác với ô ngọc đắc thắng, giúp Grave hồi lại một chút máu sau khi tham gia hạ gục kẻ địch. Trong khi với huyền thoại tốc độ đánh thì vị tướng này sẽ gây sát thương bằng những đòn bắn tay tốt hơn. Về mặt trang bị, Grave vẫn trung thành với lối xây dựng theo hướng sát lực. Trong đó trang bị thần thoại nguyệt đao với khả năng công thủ toàn diện sẽ giúp Grave gây ra lượng sát thương rất lớn cũng như là có được một lớp lá chắn ở giai đoạn đầu. Ngoài ra với nội tại thần thoại cộng thêm 4% xuyên giáp cho các trang bị huyền thoại khác thì Grave sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ ở thời điểm giữa trận. Tiếp theo các bạn chỉ việc đóng thẳng các món sát lực quen thuộc như là kiếm ma Amumu và áo choàng bóng tối là Grave đã sẵn sàng bắn nát bất cứ vượt cản nào trên đường đi đến chiến thắng. Tóm lại thì Grave là vị tướng đi rừng hội tụ đầy đủ những tố chất như sát thương tốt, có lối lên đồ đa dạng, có một độ lì lợm nhất định và thậm chí là cũng tăng tiến sức mạnh ổn về cuối game. Grave hợp với nhiều lối chơi, đội hình và dần trở thành vị tướng phổ biến nhất ở vị trí đi rừng trong suốt một thời gian dài. Thứ 5, Kha'Zix, sát thủ hư không. Kha'Zix là vị tướng đi rừng tương tác cực mạnh với trang bị và cấp độ. Người chơi Kha'Zix thường lựa chọn lối chơi an toàn ở giai đoạn đầu game và hóa trao về giữa và cuối trận. Sở hữu khả năng solo mạnh cùng lượng sát thương cực kỳ lớn, độ cơ động cao khiến Kha'Zix là mối đe dọa cực lớn cho đội hình của đối thủ. Tuy nhiên vị tướng này không sở hữu khống chế cứng khiến Kha'Zix trong giao tranh tổng sẽ trở nên kém hiệu quả nếu gặp đội hình có tuyến sau vững chắc. Vì vậy, hãy khéo léo khi nuôi Kha'Zix trước khi kẻ thù biến hắn thành con bọ ngựa yếu ớt vô dụng. Về bảng ngọc bổ trợ, với bản chất là một sát thủ, nhiều người sẽ lựa chọn điểm ngọc sốc điện dành cho Kha'Zix. Tuy nhiên, theo thời gian, sự thay đổi của meta đã khiến chinh phục ở nhánh chính chuẩn xác được sử dụng nhiều. Bởi lẽ nó giúp cho Kha'Zix hồi phục tốt hơn, từ đó cò quay và gây rối loạn đội hình địch trong giao tranh. Kế đến lần lượt, Đắc Thắng, Huyền Thoại Kháng Hội Ứng và Đốn Hạ sẽ là những công cụ hiệu quả để Kha'Zix tự tin lao vào tiêu diệt con mồi, dù là trâu bò nhất đi chăng nữa. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo, tác động bất chợt sẽ bổ sung thêm một chút sát lực và suy khắc phép, trong khi Thợ Săn Tham Lam sẽ cung cấp chỉ số hút máu toàn phần, từ đó gia tăng khả năng hồi phục ở những trường hợp đi ganh cụ thể. Về mặt trang bị, Gia Kiếm Drakthar sẽ là trang bị thần thoại, gia tăng sát lực cũng như các chỉ số cần thiết khác như là điểm hồi kỹ năng và khả năng làm chậm cho con mồi dành cho Kha'Zix. Quan trọng không kém là khả năng tăng hình để quấy rối đội hình địch cũng như là tiếp cận mục tiêu mới hoặc thoát thân. Ngoài ra, nội tại gia tăng 5 điểm hồi kỹ năng cho các trang bị huyền thoại khác cũng vô cùng hữu dụng. Do đó, Kha'Zix có thể sử dụng chiêu thức nhiều hơn ở thời điểm cuối trận. Cuối cùng, dấu với những vị tướng lên theo hướng sát lực thì core item bao gồm kiếm Amumu và áo choàng bóng tối sẽ bổ sung các công cụ để con bọ ngựa này có thể thực hiện những cuộc đi săn đầy bất ngờ. Tóm lại thì Kha'Zix là một sát thủ đang rất mạnh mẽ ở thời điểm này. Sát thủ hư không là một động vật săn mồi tàn ác, thoát ẩn thoát hiện và tiễn những kẻ đi lạc yếu máu lên bảng đếm số với kỹ năng Q nếm mùi sợ hãi và kỹ năng R đột kích hư không. Tuy nhiên, Kha'Zix có tốc độ ăn rừng ở mức không quá nhanh và chỉ có một kỹ năng hồi máu duy nhất là W, gai hư không, nên cần có người chơi am hiểu thì vị tướng này mới phát huy được hết sức mạnh. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về top 5 vị tướng đáng chơi nhất trong khu rừng ở phiên bản 10.24. Và rõ ràng đây đều là những con bài đòi hỏi về mặt kỹ năng, khả năng phán đoán tình huống cũng như sử dụng chiêu thức một cách chính xác. Chính vì vậy, nếu các bạn có vị trí sở trường là đi rừng thì đừng ngần ngại trải nghiệm những vị tướng này ngay trong chế độ xếp hạng đơn nha. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.